Xin chào các bạn, hiện tại mình đang đứng ở khu vực là chùa Ông Đạo Khoai. Ở đây là tọa lạc tại ấp Bình Đông, xã Hưng Mỹ, huyện Mộ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan khung cảnh của chùa Đạo Khoai và những nơi mà mình chưa được tìm thấy. Những cái hay xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở chùa Ông Đạo Khoai. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn để chúng ta tham quan ngôi chùa này, cũng như là tìm hiểu về lịch sử và những bài sáng giảng của Đức Thầy, Đức Phật, để làm hành trang của mình trong quá trình tu tập, cũng như là giúp đỡ mọi người trong quá trình bố thí, trì giới, những dục và phóng sanh. Sau đây thì mình và các bạn hãy cùng nhau, chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở khu vực mình tên Phong. Hiện tại thì mình đang ở khu vực chùa của sư giải Bán Khoai. Thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nơi này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nơi này. Đây là chính điện của, đây là cổng bước vào của chùa. Đây. Sẽ quay trực tiếp cho các bạn nha. Và đằng kia có một cái nhà tập ton, đấy là mộ của sư giải. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lại mộ của sư giải để mà mình thăm quan nhé các bạn. Đây là hình mũi thiền. Còn đây là hai bông hoa để hoa sen mình mỗi lần đứt chốt đốt chân đèn cày đó. Đây là mộ của sư giải Bán Khoai nha các bạn. Và chúng ta sẽ tiến vào trong để mà thăm, để mà viếng mộ của Đức Ngài. Phú Minh, 59 tuổi. Con Ngọc Tập Lập. Thì đây là dòng điện trên mà mộ của ông sư giải Bán Khoai. Tương truyền rằng ông sư giải Bán Khoai có những bài sấm giảng rất hay để khuyên người đời niệm Phật. Chí tâm sáng chí vượt sông mê, vượt sông mê. Chí tâm sáng trí vượt sông mê. Chí tâm sáng trí vượt sông mê. Và đây là mộ của sư giải bằng cát nha các bạn. Trên mộ, nền mộ thì trải một lớp cát. Và đây là hai con rồng, đó là cuối sau mộ của Đức Thầy sư giải Bán Khoai. Nhìn ở ngoài đây chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh của cái ngôi chùa ban lúc đầu mình đi vô. Còn đây là ngôi nhà Âu Sen, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tham quan.
Ở đây thì mình sẽ tham quan cho hết nha các bạn. Mộ, mộ của Đức Thầy được làm bằng cát, rất là màu nhiệm các bạn à. Khi cát chuyển sang màu vàng, lúc chuyển màu xanh tùy theo ánh nắng trời. Vậy chúng ta hãy làm lễ thầy và chúng ta đi ra nhé. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào cái ao sen, nơi cái của Đức Thầy cầu hiền lương, là cái cầu hiền lương các bạn ạ. À, chữ dòng chữ ở trên trước thì nó bay màu rồi, mình không thể nào mình nhìn được cái dòng chữ đó là chữ gì. Đây là cầu hiền lương, ảnh có chân dung Đức Thầy. Đây là Đức Thầy, ảnh của Đức Thầy Sư Giải Bán Khoai các bạn ạ. À, cầu hiền dung này là ai là người hiền lương bước qua, mình chắc bước qua thôi chứ không phải là người hiền lương đâu, mình không dám qua cầu này, các bạn thông cảm nha. Đây là ao sen của chùa, kia là nhà để mà đãi khách. Rõ hơn không cả các bạn, ao sen rất đẹp. Đây là anh Đức Thầy, trên này là một cái mái hình tam giác các bạn ạ, cái mái, một cái mái dòm, cái mái để mà che nắng che mưa. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi lại cái khung viên đằng trước, là cái ảnh lúc nãy mình đã đi vô. Đây là khu nhà ăn là Đức Thầy mà để dành mà để dành tiếp đãi các Phật tử được phát lộc khoai. Lễ ở đây rất lớn các bạn ạ. À, giờ chúng ta sẽ vào chánh điện của chùa nhé. Vào chánh điện của chùa. Đây là chánh điện của chùa đây. Khu chánh điện thờ cũng rất là nhiều. À, ví dụ như là mình sẽ vào đảnh lễ trước nha, sau đó thì mình sẽ dẫn các bạn tham quan tiếp. Thì ở đây là ở xã Hưng Mỹ. Giờ thì mình sẽ vào đảnh lễ chân dung của các vị, đó là đảnh lễ các vị Phật cũng như là Đức Thầy. Xong quá trình làm lại cũng gần đã xong, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào sâu hơn trong hơn nữa.
Ôi chị buồn quá. Chung thì đây là khu chính điện các bạn ạ. À, Đức Phật, Phật Di Lạc, Phật ở giữa là Phật A Di Đà, cái bên bên là Phật Di Lạc và bên nữa là Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như là còn vị Phật nhiều tay này. Có lẽ đây là Phật mẫu chuẩn đề và Phật Thích Ca Mâu Ni và ức ảnh từ Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc. Còn ở trên là mình không biết gì này. Đây là nơi thờ của mẹ Phật, mẹ Quan Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Mẹ Quan Âm, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đây là chân dung của Bác Hồ. Còn đây là ảnh chụp của có lẽ là cái mẫu của Đức Thầy Sư Giáo Hoài. Hai vị này mình không biết, nhưng có lẽ là gia chủ hay gì đó của nơi này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi. Đây là bảng, đây là nơi thờ của Quyền Thất Tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu mong của Quyền Thất Tổ được siêu thăng hộ độ. Nam mô A Di Đà Phật. Siêu thăng tịnh độ. Còn đây là nơi thờ của Quan Thánh Đế Quân và Tuyên Trung Hầu Nguyễn Văn Tuyên, trong vị tướng các bạn à, mình không biết vị này. Đây là ảnh Quan Thánh Đế Quân và hai vị trên. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là bức ảnh. Bức ảnh này thì chắc có lẽ là quá lâu rồi nên cũ.